Vâng, anh em kỹ thuật Giga xin chào tất cả các bác. Hiện tại anh em kỹ thuật Giga chúng em đang có mặt ở trạm xây nghỉ Hải Dương ạ. Anh em kỹ thuật di chuyển từ 133 Trường Lâm, hiện tại đang trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đến trạm Dương Nghỉ. Anh em kỹ thuật chúng em có một đơn hàng của một bác khách tên là Thanh ở Kiến Thụy Hải Phòng. Đây là chuyến xe quen thuộc của anh em Giga chúng em mỗi khi đi lắp đặt bàn giao tại nhà ở các tỉnh khu vực phía Bắc cũng như là miền Trung. Và trên xe anh em chúng em là một đơn hàng, một cấu hình loa rất là đầy đủ, một đôi loa SH15, tất cả những thiết bị đều là mới nguyên hộp, chúng em sẽ mang xuống tận nhà để bàn giao cho gia chủ. Sau khi xuống tận nhà, anh em kỹ thuật chúng em sẽ review ngôi nhà cũng như là dàn loa, giao lưu cùng gia chủ trong một ngày đầu xuân năm mới. Rất là, hôm nay thời tiết rất là đẹp, mời các bác cùng đồng hành cùng anh em kỹ thuật chúng em sau khi đến nhà và thưởng thức chất âm trên cấu hình, bên em sẽ bàn giao cho anh Thanh ở Kiến Thụy Hải Phòng. Mời các bác cùng theo chân anh em kỹ thuật chúng em nhé. Anh em này, tiếp tục di chuyển xuất phát xuống Hải Phòng đây ạ. Siêu trầm Monster 40. Một loa siêu trầm Monster 40 này hiện tại giá trên website chính hãng công ty chúng em đang bán ra là 15 triệu đồng phiên bản Sub Monster 40. Rất là khủng luôn, đỉnh cao của loa trầm điện, loa sub điện. Và bộ dàn của chúng ta ngày hôm nay thì có gì ạ?
Đầu tiên chúng ta sẽ có bộ mic không dây VK3214 dâu sóng khỏe. Thứ hai là một vang số cao cấp 8D chính hãng Beewood. Mic thì chúng ta đang phân phối ra là 3 triệu đồng, còn riêng vang số thì hiện tại đang có giá là 6 triệu đồng, phiên bản cao cấp nhất của hãng Beewood. Và chúng ta sẽ có một bể LXS600 Pro phiên bản cao cấp. Bể này thì sẽ là bể 2 kênh công suất mức là 850 và được trang bị một màn hình đầy đủ thông tin thông số chính giữa. Và ba sản phẩm này đều có cái màu tương đồng là màu đen sang trọng kết hợp với tông màu đỏ cánh gián và cặp loa và loa sub. Chúng em vui nhé và đã set up cài đặt rất nhiều các chế độ để cho anh Thành sử dụng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Và những cái không gian có thể nói là đôi loa này đáp ứng được từ 20m² cho đến 65-70m² và không gian nhà anh Thành này thì cũng khá là gọn gàng khiêm tốn. Và chúng em đã căn chỉnh cho anh Thành một khoảng không như là chỗ này bài bộ giảng này và ngồi vị trí ghế này để hát, tuy nhiên thì là chính giữa đấy, rất lý tưởng nhé. Đấy, cho nên anh em yên tâm, nếu không gian nhỏ 15-20m² mình muốn set up bộ Win VIP này thì cứ liên hệ chúng em, hoặc không gian lên đến 65-70m² cứ liên hệ chúng em nhé. Đấy, một cấu hình combo rất là tuyệt vời đầu xuân năm mới. Em xin chúc gia đình anh nhiều sức khỏe và thành công và sự bình an và sự may mắn. Và mình xin chúc các anh em yêu mến Zika chúng em để đang ủng hộ Zika chúng em một năm mới thật rực rỡ nhé. Và anh em xin em được khép lại video này. Xin chào tạm biệt và cảm ơn anh Thành và cảm ơn toàn thể anh em đã yêu mến ủng hộ Zika chúng em ạ.